Tôi xin giới thiệu và trân trọng kính mời ông Bùi Hữu Dược, tiến sĩ Phật học, vụ trưởng vụ Phật giáo, ban tôn giáo chính phủ lên nói chuyện với chúng ta. Xin kính mời ông Bùi Hữu Dược. Kính thưa trưởng lão Thích Thông Lạc, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan trung ương và địa phương, kính thưa bà con Phật tử, hôm nay đúng ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2015, chúng ta có mặt ở đây để tưởng niệm ngày 2 năm trưởng lão Thích Thông Lạc về với Phật ở cõi Niết Bàn. Điều đầu tiên có lẽ là người làm công tác quản lý nhà nước về Phật giáo, chúng tôi xin gửi tới quý vị tăng ni, các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan trung ương và địa phương và bà con Phật tử xa gần lời kính chúc sức khỏe đầu năm, hạnh phúc, an lạc và thành tựu. Kính thưa quý vị, là người được dự nhiều lễ tưởng niệm các bậc cao tăng trong Phật giáo, nhưng có lẽ đây là một trong những lễ đơn giản mà trang trọng, thành kính. Bởi vì lễ tưởng niệm không có một nén hương, nhưng hàng vạn nén hương lòng đang dâng lên cho một người mà tất cả chúng ta tôn kính. Một người mà đúng như Bác Hồ lúc còn sống có ca ngợi về nhân cách của những con người vĩ đại. Đó là người không muốn ngồi cao chót vót, để ai kia cầu nguyện phụng thờ mình, mà chỉ muốn ngang tầm cao thấp với chung quanh. Lúc sống, trưởng lão Thích Thông Lạc đã không thể hiện mình là bậc vĩ nhân. Lúc chết cũng không phiền lòng để mỗi người Phật tử phải vất vả lo lắng cho mình. Tuy nhiên, Ngài giống như bông lúa trĩu hạt trên đồng, mà người cháu hỏi người ông: ông ơi, trong ruộng lúa sao lại có bông vươn cao mà lại có bông phải quỳ mọc xuống thấp? Ông trả lời cháu: bông vươn cao không có hạt cháu ạ, còn bông quỳ mọp xuống thấp thì đầy những hạt lúa bầy, sẽ là những hạt gạo thơm nuôi sống cho đời. Ẩn mình trong ruộng lúa với những bông nhiều hạt nhất, trưởng lão cũng ẩn mình trong đời. Tôi đánh giá điều đó bởi vì thật sự tôi đã đi rất nhiều, gặp cũng nhiều người. Và khi đến với cụ Thông Lạc, tôi hiểu một điều: trước tất cả mọi người, cụ đều khiêm cung, cung kính. Cụ không từ chối ai và cũng không ghét bỏ ai. Với Phật tử, cụ hiền hòa, chân tình và sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng cụ có một thái độ cứng như kim cương trước tất cả những sai trái. Và cụ nói rất rõ ràng, không hề sợ mình bị ai đó chê bai hoặc hại. Và suốt từ sáng khi ngồi ngắm bức ảnh của trưởng lão, được nghe hai câu
tôi cũng phải nhại lại một chút mà thưa rằng mỗi một ngày chiều tắt nắng, thầy cười khuyến tấn kẻ vô minh. Thầy không chê trách kẻ vô minh, mà thầy muốn mong những người vô minh chưa hiểu hãy cố gắng như bao nhiêu người khác, hãy chú tâm học tập tu hành, chắc chắn sẽ sửa được lỗi mình, sẽ tiến bộ giống như bao nhiêu người khác. Kính thưa quý vị, cái hạnh của trưởng lão ở chỗ đó, và hạnh của trưởng lão hôm nay đã thể hiện mọi người thấy rất rõ. Các Phật tử ngồi đây đều áo tràn, áo lao. Nhưng nếu cởi áo ra khoác vào mình những bộ y phục của hàng ngày lao động, chắc chắn sẽ có rất nhiều người là đồng chí, đồng nghiệp, đồng đội của anh em chúng tôi. Ngoài các đồng chí đại diện cho các cơ quan đang có đây, chúng ta thấy ít nhất trong đây đã có 4 đồng chí sĩ quan. Bác tỉnh, một anh ở Đắk Lắk, một anh ở Bắc Ninh, một anh ở Tiền Giang và nhiều anh khác. Như vậy rõ ràng ảnh hưởng của trưởng lão đến với rất nhiều tầng lớp người trong đời sống xã hội. Riêng đối với các anh chiến sĩ, các anh lúc khỏe mạnh trai tráng đã cầm súng bảo vệ tổ quốc, nhằm vào giặc tướng mà đánh, thì bây giờ hoàn thành nghĩa vụ, các anh về học tập trưởng lão để cùng với muôn người rèn đạo đức, luyện tâm hồn mà dẹp giặc tâm. Giặc tướng có bia dễ bắn, nhưng giặc tâm là cái xấu trong nội tại của mỗi con người, khó đánh vô cùng. Chính vì thế mà từ thời Đức Phật cho tới nay, đánh mãi vẫn chưa giặc hết, và rồi sau này nữa cũng tiếp tục còn giặc tâm. Nhưng những người đánh chính là chúng ta ngồi đây. Nếu giặc tâm, cái xấu, cái ác, cái bất thiện mất đi, chắc chắn không cần phải có súng to đạn lớn để đánh giặc tướng, mà mọi người đoàn kết bên nhau cùng xây dựng cuộc sống hòa bình và an lạc. Trưởng lão xuất thân là một sinh viên văn khoa. Mỗi lời nói, mỗi bài viết là văn, là thơ. Chính vì thế, mỗi tác phẩm của trưởng lão là một câu chuyện hay, nhưng rất dễ đi vào lòng người. Và thực chất, khi nghe, khi đọc những bài viết của trưởng lão, chúng ta thấy thấm thía vô cùng về những giá trị giúp cho con người trong tu tập để giải thoát cho cuộc sống của mình. Và nhờ cái điều đó, tôi mới gần được cái pháp môn của cụ mà nhiều người nói với tôi là cụ thông lạc, có nhiều vấn đề lắm. Rồi từ cái hiểu đó và từ nhận xét của nhiều người, tôi đi tìm, đi đọc, đi nghe, và tôi thấy đúng là cụ có nhiều vấn đề lắm. Bởi vì những điều cụ nói, cụ viết là những điều sự thật về giới luật cụ giữ, những điều sự thật về việc muốn thành người phải giữ giới luật, muốn làm người tốt, người thiện phải biết giữ giới luật và biết thương yêu nhau trong cõi đời này. Chính điều đó, xin thưa quý vị, không có gì trái với những điều Phật dạy, nhưng khác với những điều nhiều người đang làm. Nói
là giữ giới luật, nhưng không giữ. Còn cụ nói tới đâu, làm tới đó. Cái điều đáng kính trọng là như thế. Thế thì xin thưa quý vị, vì cuối buổi sáng cũng đã sắp tới giờ nghỉ, cho nên chúng tôi cũng không dám thưa nhiều, nhưng chỉ xin thưa với quý vị. Có một lần tôi nói chuyện với cụ, cụ mới nói vui là mình sống sao thì người khác sống với mình như thế. Cụ cứng như kim cương, sắt đá không sửa được cụ, bởi cụ duy trì giới luật. Nhưng cụ cũng bị sắt đá trọi vào nhiều để kim cương té lửa. Nhưng chắc chắn cụ sẽ sửa được cho nhiều người, bởi vì hiện nay mới chỉ trong lễ tưởng niệm lần thứ hai cụ đi cùng Phật lên Niết Bàn mà đã đông hơn lần thứ nhất rất nhiều. Tôi chắc rằng sau những cuộc như thế này, những lần sau sẽ đông hơn nữa, bởi chính giá trị đạo đức, nhân bản và việc làm của cụ mang lại. Và mỗi người chúng ta đây, nếu thành kính với trưởng lão, hãy mang đúng tư tưởng và hạnh của trưởng lão vào cuộc sống, hiểu đúng, làm đúng, chắc chắn những giá trị đó sẽ được phát huy rất nhiều. Còn nếu có ai đó vẫn hiểu sai, điều đó cũng không có gì lạ. Bởi vì ngay thời Đức Phật tại thế, em của Đức Phật không đồng thuận với Ngài, còn thả voi ra định để cho giày chết Ngài, còn lăn đá từ trên núi xuống định để cho đá đè chết Ngài. Thì thời này, khi mọi người không phải là thời Đức Phật, chuyện chê bai, chuyện góp ý, chuyện nói ngược là điều không có gì lạ. Chỉ có điều nếu hiểu mà thối chuyển niềm tin, đó mới là điều lạ. Chính vì thế, mong sao cho chúng ta tinh tấn hơn trong tu tập, hiểu rõ hơn về pháp, về hạnh của trưởng lão, để phát huy giá trị đó trong đời sống của mình và đời sống xã hội. Việc làm của đông đảo tăng ni Phật tử chính là góp phần để xây dựng một xã hội an lạc, mỗi người an lạc, mỗi gia đình an lạc, và cả xã hội sẽ được an lạc. Xin kính thưa quý vị, giá trị đó tốt lành lắm, mà giá trị đó không ngược với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng khuyến khích mọi người sống tốt, sống có ích cho mình, cho đời và cho xã hội. Xin kính thưa quý vị. Về với tu viện Chân Như, trong ngày tưởng niệm trưởng lão Thích Thông Lạc đi cùng Phật ở cõi Niết Bàn, không một tiếng khóc, chỉ có nụ cười và những tràng vỗ tay, đủ biết sự lan tỏa và sức chuyển hóa của pháp tu lớn đến chừng nào. Bởi vì viên tịch hay về cõi Niết Bàn hay chết cũng chỉ là một từ để chỉ sự không còn của tấm thân tứ đại trên cõi đời này. Nhưng sự ra đi của Ngài để lại một giá trị vô cùng lớn. Trước đây
chính khi còn sống, những lúc tu tập đông, tôi được biết chưa hẳn đã đông như thế này. Nhưng khi Ngài viên tịch, bằng sự lan tỏa, sự kết nối, tăng ni, bà con Phật tử và cả sự quan tâm của chính quyền đã có sự tập hợp đông đủ như thế này, để nói sự lan tỏa đó hết sức quan trọng. Chính vì thế, cho nên quý vị mới nhớ, người ta nói cứ tưởng cuộc đời là thật, nhưng thật sự cuộc đời phải là thật, bởi phải để lại giá trị gì đó. Nhưng giá trị lớn lao nhất có lẽ là giá trị đạo đức tinh thần. Bởi vật chất thì rồi sẽ hết, giàu sang phú quý thì rồi sẽ mòn, nhưng đạo đức tinh thần sẽ để lại mãi với cuộc đời. Ta cứ ngỡ cuộc đời là thật, thế cho nên tất bật tới bây giờ. Cuộc đời ô chỉ giấc mơ, buồn vui chen với dại khờ vậy thôi. Tranh đua hơn thiệt để rồi, cuối cùng chỉ một mà thôi nấm mồ. Tấm thân tứ đại hư vô, tấm lòng trung liệt biết mồ nào chốt. Một con người trẻ là chiến sĩ bảo vệ cách mạng, già là người giúp dân đánh giặc tâm, đến chết trở thành biểu tượng cho những tấm lòng trung liệt. Rồi ngày sau, trên mảnh đất này chắc sẽ lành một thánh địa. Nếu sau này tượng đài có được dựng lên, tôi nghĩ ghi hai dòng hết sức có ý nghĩa: tu để làm chủ sinh già bệnh chết, để không làm khổ mình, không làm khổ người. Chắc đó là hai câu ý nghĩa nhất trong cuộc đời của cụ. Kính thưa quý vị, duyên lành đầu năm, trong chuyến công tác ở phía Nam, được về tu viện Chân Như, được ban tổ chức giới thiệu hết sức trân trọng và được cho phép phát biểu. Cũng xin thưa quý vị, tôi cũng chỉ là một cán bộ bình thường, làm đúng bổn phận của mình, cái gì đúng thì làm, cái gì tốt thì giúp, chứ không có dám sai phạm bất cứ điều gì trái với quy định và luật pháp nhà nước. Mọi sự khen ngợi chẳng qua cũng chỉ là bổn phận của chúng tôi mà thôi. Trước khi dứt lời, xin một lần nữa nhân năm mới ngày thứ nhất, xin kính chúc sức khỏe quý vị, chúc chúng ta không ngừng hạnh tinh tấn để đạt được hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời. Xin cảm ơn quý vị. Thầy đi để lại hết cho đời, mang tâm bất động có thế thôi. Tình yêu nhân loại vô bờ bến, thanh thản ra đi miệng mỉm cười.